Tìm lâu lát nữa ra. Chứ cô hỏi vô lên lấy mấy cái đường nữa luôn, nặng lo nặng quen rồi. Nhưng mà ý là cô hỏi ai hả? Hay là... có trước ta có lấy số mày mà. Xưa nặng lên lấy. Đấy, lên lấy xong cái vô cái kiệt chỗ trông nhiều lắm à. Ừ. Nặng hồi xưa đến trừ đúng không? Từ cái nặng lâu lát đến trừ rồi đó chứ đừng. Chục năm chưa? Ừ. 8 năm rồi. Ừ. Cỡ nó. À, từ cái đi thời... người ta cứ đứng, đi tìm. Giờ biết cái gì. Chỉ có nhà mình thôi. Dạ, trừ là nhà luôn rồi. Phải... À ra. Dạ. Giỏi lắm rồi. Làm lâu năm rồi. Ừ. Về đây lâu năm rồi đó hả? Dạ không. Về đây thì được mới. Ừ. Có cái nhà trên kia nữa, ở trên kia trước, xong mới về đây. Cơ sở kia. Cô kia, cô Kim tới rồi. Ừ. Trên kia là cô Kim tới rồi. Ừ. Năm nay cô gặp cô Kim không? Có. Ừ. Mới đi khám tổng quát đó. Ủa, cô Kim vẫn còn khám hả? Ở đây có con trai ở trong Sài Gòn á. Vô trong nó nhiều hơn. Lâu lâu rồi cũng có ghé đây mua thuốc cho mấy đứa. Ừ. Dạ. Có đứa mà đó không? Rảnh đó. À đây, có rồi. Được rồi. Tự nhiên chưa có. Còn mất muối. Bé cô đó. Ừ. Làm nào bộ nghĩ bữa nó mới tới làm dưỡng rồi cưới, không bị cưới. Nhiều mụn, có mụn ít. Ừ. Nhiều à?
Nhìn xa thì thấy ít mà. Mà gần thì không biết răng. Hắn là cái chỗ lỗ mũi á. Mình cám thôi chứ. Quá đau luôn. Răng không xịt. Nhiều. Dạ, quá nhiều. Rồi, chỗ này đừng có lấy, đau lắm. Chỗ mổ không đau ấy. Nhưng mà chỗ miệng thì đau hơn. Đó nhiều thiệt. Cũng mấy năm rồi không lấy mà. Đâu? Đúng không? Chỉ mấy năm. Cô làm từ lên lấy chữ gì? Lấy một cái kiệt đây này nè. Kiệt đây mua. Con có kiệt này chứ. Có kiệt mua nữa đâu. Lên lấy chứ còn... Lên lý hồi nó mới ở kiệt dưới rồi mới lên kiệt trên. À, cũng đúng là không? Lên lý. Cũng là lên lý. Có hai cơ sở rồi mà. Dạ, nhưng mà hai cái nó là dẹp lâu lắm rồi. Mấy năm rồi. Ừ, chắc là hồi nó làm rồi. Mấy dịch năm rồi đó. À, à, dịch rồi, đúng rồi. Thấy trừ chưa làm. Ừ. Hai ba năm rồi. Giờ đi mấy chỗ rồi. Trên Tân An mua nhà 2020. Ừ. 20 3 năm rồi cô ơi. 3 năm rồi. Nhiều là đúng rồi. Nặng đau quá ta nhát đi. Đau chứ. Đau. Nhưng mà nặng hết.
chứ cô khai thì đang mắng tại trời. Cái chỗ đó đó chắc điên quá khai đó. Khai không ra bài luôn nha. Nhiều ẩn vô đó dạ, cũng khó chịu đau cũng khó lấy đau.